phân biệt máy hút ẩm Corona 10 và 18 lít mọi người này. Đây nha mọi người nhé, thì trong cái con máy hút ẩm Corona ấy, cái kiểu dáng như này mọi người này, kể cả Corona cái con 10 lít với con 18 lít có cái kiểu dáng đời trước, thì có một cái điểm đặc điểm này nhé, rất là nhiều người bảo là sao con này, hai con này thì thật sự là các bác nhìn vào tem này, các bác nhìn vào tem các bác biết, nhưng mà một số con thì nó sẽ mất tem, ví dụ đây con này CDH18 này, còn cái con 10 lít thì nó CDH10 đấy. Thì để mà phân biệt được những cái con nhà máy nó mất tem ấy, thì chúng ta sẽ phải nhìn vào dàn. Mọi người nhé, phải nhìn vào dàn nhé, tại vì những cái con mà những cái con mà dàn 18 lít ấy, thì cái độ dày của cái dàn này mọi người này, đang nhìn cái dàn dày của đây con 18 nhé, thì cái độ dày này nó sẽ dày gấp đôi so với cái dàn 10 lít. Dàn 10 lít thì nó chỉ tầm đến đây thôi mọi người này, đấy nó chỉ đến đây thôi, nhưng mà con 18 lít thì nó sẽ dày gấp đôi mọi người nhé. Đấy, thì cái khả năng nén nước của nó, lốc của nó to hơn và nén nước của nó to rất nhiều. Thì đấy là cách phân biệt nhé, vì rất là nhiều người bảo là con 18 với con 10 lít nó chẳng chênh nhau gì cả, thậm chí bình nước này, kích thước này, và thậm chí là kể cả các cái điều khiển nó chẳng khác nhau gì cả. Nhưng mà mọi người muốn phân biệt được cái này thì chúng ta phải tháo con máy ra, và chúng ta có thể, tất nhiên như bọn thợ mình thì bọn mình có thể đo dòng, nhưng mà ví dụ như là nếu mà các bác chân tay bo đúng không ạ, mà tháo được máy ra thì các bác sẽ nhìn cái dàn này, thì các bác sẽ so sánh được cái độ dày của cái dàn này, thì chúng ta sẽ biết được. Đấy, rất đơn giản mọi người nhé. Đấy, đấy là cách phân biệt của Corona 10 và 18 lít hút ẩm mọi người nhé.